làm chung công thức nhanh nào. Bao nhiêu câu này thầy xem nào. Đây, số 4 này thì bạn sẽ hiểu cho thầy là hai bình đúng không? Được chưa? Rồi, hai bình. Thì theo cái công thức ở đây là 1 đến A nhân ác tang của x trên A cộng cộng C. Thầy ghi lại một lần nữa này. Công thức nhanh sẽ là 1 đến gì các bạn? 1 đến 2 nhân ác tang của x trên 2 cộng C. Được chưa? Đó. Được chưa nào? Ok nha. Tiếp theo công thức này nào. Thử xem. Thầy chưa câu này nhá. X bình phương cộng 4x cộng 12 thì sẽ là cái gì? Đầu tiên là em sẽ chuyển cho thầy cái này thành hàng là thức này. Là x cộng 2 tất cả bình đúng không? Chỗ này là nó phải thành cộng 4. Đúng không? Cộng 4. À, để ta thành hàng là thức đây là cộng 4. Đây phải cộng 8. Cộng 8 thì đây sẽ là căn 8 bình. Các bạn phải chuyển như thế này. Được chưa? Để nó đưa về cái dạng là x bình cộng a bình ấy. Đúng không? Đấy. Thế nhắc lại đây là cộng 8 thì nó phải chuyển thành căn 8 bình. Được chưa? Rồi, thì theo công thức của nó là gì các em? Theo công thức của nó là cái gì nào?